qua rồi là nắm nước giặt đàn nè, qua lỗ văn giáo là máu tràn như sông nè, không rồi đổ nhật đổ nguyệt đổ phong, đổ năm đổ tháng là đổ trong ngày giờ, đổ ông cha đó lại đổ nhà thờ, mà đổ cồn đổ bãi là đổ cờ nam bang, trời xây quá bốn phan nước tràn bờ cõi là khó ăn thời kỳ, chuyển lưng nó bỏ bực biên thì ngửa nghiêng trời đất là lập kỳ thượng quân đó. Thì bây giờ đó là ông nói là đã thấy dương gian ngang ngược làm liều, Ngọc Hoàng em muốn xử tiêu cho rồi Phật rằng đó Phật dạy đời là nhờ ông Phật công sinh, chứ Ngọc Hoàng là ông muốn giữ sổ lâu lắm rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Thì cũng có cái nhân duyên, hôm nay nó là ngày 11 là ngày lễ của Đức Phật Trùm, thì có nhân duyên ở đây tôi xin chia sẻ cho quý vị về cái chuyện mà Đức Phật Trùm. Thì ngày đó là ngày xuất hiện là từ năm 1868, nó là ngày có nói cái câu là ti rằng hồn sát của mến, hồn trùm của Phật mới xuống lên dạy trần. Nó mà xuống lên ở đây có nghĩa đó là hồi xưa ông không biết gì chứ á, ông là một cái người là dân tộc. Thì đó là khi mà ông đi thiếp 7 ngày 7 đêm, ngày về là ngày giải đạo, rồi ngày giải đời là ngày nói gì bằng tiếng Việt mình không đó. Ngài viết ra cái quyển đó là dưới bóng cội tùng đó, là những cái câu như thí dụ ông nói Đạt Ma cũng có lão mà, Thích Ca cũng có lão mà, và Đạt Mã sư tổ cũng già này đây, về Nam mới lấy hiệu Phật thầy, mà đầu ngôn tới cuối là đạo đây chuyển hoài. Đó là có nghĩa là thời thượng quân á là như Đức Phật thầy khai đạo là Bửu Sơn Kỳ Hương là một. Thì ông á đây á, Phật Trùm không có khai đạo nha, Phật Trùm chỉ là một cái vị là kêu bằng ngũ đại truyền thừa, là có nghĩa là ngũ chi phục nhất. Không, tam giáo nguyên nguyên á, tam giáo là thượng quân, trung quân, hạ quân. Thượng quân là Bửu Sơn Kỳ Hương của Đức Phật thầy đó, rồi trung quân á là tứ ân hiếu nghĩa của Đức Bổn Sư, hạ quân là Phật giáo hảo của Đức thầy. Thì ông đây ông là người ngũ đại truyền thừa, cho nên là ông không khai đạo, ông y văn như là Đức Sư Giải Bán Khoai vậy đó. Đó cho nên á là ông mới ra đời dạy đạo. Mình ở đây là mình noi theo cái gốc là ngũ đại truyền thừa, là ngũ chi đó, ngũ chi phục nhất là năm vị đó. Thì là ngày ra đây là ngày giải đời là trị bệnh. Hồi đó ông có danh là ông Đạo Đèn, ông chỉ bằng đèn cày vậy đó, mà hết bệnh mà ông giải đời là ông nói bằng tiếng Việt không. Bắt đầu khi mà cái lễ này là quý vị biết ha, hồi đó đó là Pháp á, nó chung sống ổng à, bị lúc đó là người ta tín đồ theo ổng nhiều quá đi, nó Pháp nó mới sợ ổng đứng lên chống Pháp, chung sống ổng kêu lính canh đó mấy ngày mấy đêm để sợ ổng sống vậy nữa, canh chung đó là mới là thấy ổng không sống vậy nữa mới bỏ là ổng ấy luôn là cái mộ ổng ngay đây đó. Như vậy cho nên á ông ra đời là hồi chào Pháp 18 mà còn đâu nữa, thì Đức Phật thầy xong là tới ông đó, ông là vị ngũ đại truyền thừa là ông người thứ hai đó. Cho nên như vậy đó là bây giờ đó là mình đi đây á, là bây giờ là cái đời này là thế giới là nay đã gần khúc không, bây giờ là bên lưng rồi đó, bây giờ là nhưng mà bây giờ là Phật thầy á là hồi xưa đó là ông sư giải đó, ông có nói một cái câu như vậy nè, ông nói là gian dương gian là ngang ngược làm gì, Phật Hoàng muốn xử tiêu cho rồi. Đó, cho nên là ông nói là đời tận nhiều cầu năm bốn tí, thầy giải đó, thầy nói là năm bốn tí, đến năm nay họ đã nhiều, nhưng mà ông nói đó là Ngọc Hoàng vũ sổ lâu lắm, ông vũ từ lâu rồi không phải tới bây giờ, nhưng mà là Phật trời là Phật rằng để Phật dạy đời, bây giờ là như thể gia dùng mình của bá gia, cho nên là giặc nhiều giặc lắm, giặc bệnh không? Mà ông ra đó, ông Phật Trùm là ra ngay chỗ Pháp nữa. Cho nên là nó mới có một cái sự là nó theo rồi, nó thấy là tín đồ theo ổng nhiều quá, nó mới biết ổng chứ ổng phải là ổng sau này ổng về nữa đó, Phật Trùm là sau này ổng về nữa đó, chứ là ổng không về đâu. Cho nên nó bây giờ cái đời bây giờ đó là nó bệnh tới rồi, mà bây giờ đó ông mấy ông ba ổng nói nó là một là bị hạ tịch thôi, hai là lửa cháy còn đâu của mình, ba là nước cuốn thình lình, bốn là con dại của mình phá tiêu, năm là trộm cướp làm điều nghĩ si cạn lẽ như vừa coi xong không. Mà tình đạo Phật ở đây là như là tình mẹ vậy, muốn con nên chẳng muốn con hư, không có cái gì bằng cái tình đạo hết chứ. Cho mình đi đây đó là một cái đích đó là để cho mình tích phước, đằng sau này mà có cái gì đó là Phật trời giới điện ứng văn thù Bồ Tát từ bi, là chèo thuyền bát nhã là cứu trì trần gian, gió đưa lúc sống gồm loan là giúp người tu niệm là xê sang thủy tịch. Nó đến chừng đó bốn phương có giặc khắp hoàn cầu thiết thiết tha tha, dạy hai mau kiến chữ ma thì Phật cứu khỏi nơi khói lửa. Quý vị cứ ráng tu đi, Phật cứu sau này ma ha là đạo đó, mình đây là mình đi tầm đạo đó.
Đó, mà tìm mấy ông nói là dĩ si cạn lẽ vũ rìu cho sông đó. Đó, như bây giờ đó là ông nói như là thầy ông tiên tiên trước á, ông nói ngày xưa đó ha là qua rồi là năm nước giặc đàn nè, qua lỗ văn giáo là máu tràn như sông nè, không rồi đổi nhật đổi nguyệt đổi phong, đổi năm đổi tháng là đổi trong ngày giờ, đổi ông cha đó lại đổi nhà thờ, mà đổi cồn đổi bãi là đổi cờ nam bang, trời xây ra quá bốn phan nước tràn bờ cõi là khó ăn thời kỳ, chuyển lưng nó bỏ bực biên thì ngưỡng nghiêng trời đất là lập kỳ thượng quân đó. Thì bây giờ đó là ông nói là đã thấy dương gian ngang ngược làm liều, Ngọc Hoàng ngày muốn xử tiêu cho rồi Phật, rằng cái Phật dạy đời là nhờ ông Phật cống sinh, chứ Ngọc Hoàng là ông muốn vũ sổ lâu lắm rồi, thấy không? Phật trời là ông muốn tiêu diệt cái đời này là hỗn hào, cho nên bây giờ mình phải đi, lễ là mình phải đi, ông bắt buộc ngang như đó. Thầy ông dạy đó, ông cũng dạy gian như là không có ép buộc ai tu, chứ tu được thì nhờ ông tu chịu thôi. Ông nói tu không tu cũng không mời thỉnh, không có mời thỉnh, cô ấy là tu được á thì nhờ, không ai ăn lấy no thì ai tu lấy đắc gì thôi, chứ không có nói. Cho nên bây giờ á khôn á thì nhờ dạy chịu, trên cái đời này đó là đời Phật cũng ra đời để ông cứu, dạy đạo ông cứu đời, để mà cái đời này là đời cuối mà hạ quân mạt pháp, mà bây giờ nói mạt pháp không phải là pháp mạt mà mình mạt á, chứ pháp không mạt đó, còn ý thinh đó đó, mà tại mấy ông không hành thôi, mấy ông bỏ bê riết rồi bắt đầu mất pháp, chứ mấy ông không phải là pháp mạt, pháp còn ý thinh đó. À, cho nên nó là Phật mới than, thầy mới than, than dữ, nó là dạy con cả nào đâu than cực mà, không dạy đâu chắc là vì thương năm việc, thương hồng trần mới mượn sắc tái xanh nè, nhưng mà ông nói thấy dân tình là xài xẻ dập bầm luôn, mà nào hay ta đã thương ngầm sinh linh, ông thương mình, cho nên nó là cái đời này đó là tôi khuyên anh chị em ráng tu, ráng về đi lễ Đức Phật Trùm thì như là cũng như thầy mình thôi, tại ngũ đại trường thừa mà. Phật thầy rồi tới Phật Trùm bên đó chẳng đâu xa hết, cũng đợi năm 18 mà xưa quá đi, bắt đầu là mới chuyển xuống từ từ là mới chuyển kiếp tới là đời của Đức Thầy là đời cuối, ngũ đại trường thừa lên nó hết. Cho nên bây giờ đã tu được mình cứ tu, tu được đâu thì tu nhất kiếp là ngộ nhất thời, cứ tu chứ đừng nói mà tu chậm tu mau gì cứ sợ ấy. Bởi em nói là như thấy dây dùng lưng của bá gia nè, bây giờ là bệnh tới rồi chuẩn bị nữa, mà mình bây giờ nói thiên cơ thì thầy không cho bàn, ông nói bằng trúng á có lỗi mà bằng trật thì có tội, như ông nói cái năm dần á, ông nói nè làm rùa là chuột còn đây chưa thấy khổ đâu, chừng đứt đứt con trâu phải cầm, đến lúc đó thầy vợ chồng bấm là giặt bệnh, bây giờ hết giặt bệnh á, ông nói là bây giờ còn dấu chi, từ đây sắp đến là không lâu mà chờ, năm dần á nhiều chỗ bơ vơ là năm nay nè, bước qua năm mẹo là như tơ đấu cuồng, làm sao năm mèo tháng mèo chưa buồn, năm mèo tháng hợi mà lị tu dầm về, vậy mà chưa thấy ủ quê trung ương rồng lộn ê thề thi thi, rồi mèo kêu giết tới ai bi, đến gà dẻo dân tìm tới năm gà. Thì bây giờ á như quý vị biết thầy dạy á, thầy nói á mèo kêu bá tánh lao sao, đến chừng rồng rắn mới đào chỉnh ghê, con ngựa lại đá cung dê, cấp trong bá tánh là nhiều về dân lao, khỉ kia cũng bị sáo xào, canh khuya gà gái máu đầu mới như ngưng, là ông tiên tri là hồi chào là thế chiến tranh thế giới thứ hai là từ năm mẹo tới năm dậu bảy năm, mà ông tiên tri trước nha, ông tiên tri đó là hồi là tháng năm, nhưng mà tháng chín nó nổ, tháng chín là nó bắt đầu nổ ra cái chiến tranh thế giới thứ hai là nó tới năm dậu luôn, mà ông tiên tri trước cái trận đó là một trận, bắt đầu là ông tiên tri tiếp cái trận đó, nhưng mà đây đó là thầy là còn nói là ông nói là tới năm thân dậu mất còn chưa phải thân dậu, thân dậu là đây thì cứ ráng đi rồi khổ từ từ rồi khổ tới nữa chứ không phải không bị gì bây giờ luôn thúc rồi, thấy không, bây giờ mà cửa thiền môn cũng hỏi khó then luôn rồi nữa, cho nên bây giờ cứ tu được cứ ráng tu, đời này cái đời này nè là cái đời dễ tu nhất chứ không phải là cái đời này. Dễ tu đó, hồi xưa còn khó chứ bây giờ dễ đó, dễ rồi gấp lại bị gì á, ông hai ông dạy ông ấy hạ quân là chư Phật thả tù, niệm Phật một tiếng là Phật, bây giờ nó hồi xưa niệm Phật 10 câu được giảng, giờ niệm một câu dám giảng nữa, không bị khi mà cái thần thức á, khi cái người mà sắp lâm chung á là những cái quan gia cái chủ là họ đòi chịu không nổi, một niệm không được đó đừng nói chi 10 niệm, mà Phật cũng hồi xưa là ông ra cái đại nguyện là ai niệm được 10 tiếng Phật đó ha được, bây giờ niệm một tiếng được, biết Phật tu mà thả tù rồi, cho nên á ông nói á cái đời này đó là đời ma quỷ, hồi xưa mới thánh đức thượng quân thánh đức, còn bây giờ là đời ma quỷ, cái đời này là cái màn chót rồi, cho nên là quý vị anh chị em mà ráng tu
ráng để mà tu tâm dưỡng tánh coi đời, mà coi là coi được Phật được trời, coi phép lạ là của tiên của thánh. Sau này là tại mình nói là bởi vì ông nói là những việc lạ kỳ thì nay có hay chưa? Chưa là giới kẻ chẳng ưa, chứ người tâm đạo người ta biết cửa tới đâu hết chứ. Thấy không? Bây giờ đó thì người ta không tin, bởi vì nó văn minh rồi. Thấy không? Ông nói là bị văn minh rồi thì nó làm là kêu bằng rồi, bích cùng hết chân, chứ không phải chân. Ông nói càng văn minh thì càng lỗi lầm nhiều, bị vật chất là bao điều cám dỗ. Thấy vui thú thì ít người, thấy khổ mà rõ bề ngoài thì chẳng rõ bề trong. Rốt cuộc rồi như cá pháo bông muôn việc góp vào trong tiếng lỗ. Trên vũ đài thì văn minh tiến bộ, phát lên bao lớp áo tăng kỳ, múa đủ trò không khí muốn chi. Người mê dễ, người xem dễ là mê đi đắm đi. Không, như vậy đó mà thầy nói đó. Bây giờ là Phật truyền là thâu hết khắp thần rồi, cứu an ba tánh một lần nạn nguy. Mà bây giờ ai ham linh ham nghiệm là xe mang nghèo à. Cái đời này là bây giờ lỏng nó địa tiên là tài phép đa đoan, mà phi đao vũ kiếm là mê ma mắt trần. Vì là ổng quản là chết chứ, bởi vì là ổng cắt đạo tà là mũi khóe âm thầm. Dân ráng tránh thì kéo lâm mà khổ. Không, chúng nó xuống là khuyên răng nhiều chỗ, mà dùng phép màu là mẹ lè mất cũng sạch. Ai ham linh theo nó tập thành là xa cả mấy là khó mong sống sót. Ổng nói nó đây là tôi đó, bây giờ đó là cái đời bây giờ đó là nó kêu bằng là khó thì cũng có khó. Nhưng mà cái người chịu tu rồi dễ lắm. Người chịu tu rồi là dễ ở, cũng không có khó gì chứ. Chịu tu rồi dễ, sợ không chịu tu. Đời này là thúc rồi. Thúc nha. Thúc đo ra con. Rồi, thúc mới được nha. Tu rồi phải thúc mới được. Phải thúc mới được. Chứ mà nó xìu xìu nữa đâu được, giải đãi quá là chết à. Ờ, vậy giải đãi quá là dễ lụm lắm. Cho nên á, tại sao mà cái đất An Giang này nhiều Phật? Là tại vì đó là cái đất này đó là nước Nam Việt đó. Nước Nam này phải có lòng. Ngày sau các nước là đâu đâu phục tục. Cho nên đó là cái miền Nam nước Việt là Phật thương vũ đó. Ở đâu vậy chứ mà bị đủ thứ nạn hết trơn chứ, ở đây ít à. Mình ở đất Phật mà. Nói trên năm non rồng cũng tốt tươi, miền bãi núi mà sao bán quý. Thì vô minh đó, bây giờ thấy cây cối không gì vô minh đó, mà sau này có đình vàng đó. Chuột năm non có các đài mà. Không, bây giờ hỏi tại sao giặt nó tới liền liền đây nè, mà giặt bệnh. Thấy không, bây giờ có ai nghĩ nó bệnh không, vậy mà nó bệnh á. Ai nghĩ chết là mấy triệu người không, vậy mà nó chết á. Thấy không tiêu mà tiêu mới lạ đó. Thấy không, thấy không tiêu mà tiêu mới lạ. Thấy không, ghê lắm vậy. Thầy mới dạy đó. Bây giờ cái chuyện bây giờ mình không biết được cái chuyện gì. Bởi vì thiên cơ là không các bạn. Thiên cơ là không. Nhưng mà cái gì đó, trời là không cho biết. Không? Chứ bây giờ nói cái chuyện thiên cơ thì nói chung ra cái người tu mới biết thôi. Còn cái người không tu nó chữ, nó chê nữa. Thấy không? Nó đâu có tin. Cái nói là không trùng tăng ác không chứ. Cho nên bây giờ đó là bây giờ còn đi lễ được, mình cứ đi, chứ sau này khó đi nữa. Đến chừng đó là bốn phương có giặc mà. Các hoàn cầu là thiết thiết tha tha, dạy hai mau kiếm chữ ma ha, thì bà cứu khỏi nơi khói lửa. Nó nói cho quý vị biết đặng mà lo tu. Bởi vì bây giờ á, còn đi được thì mình cứ đi, chứ sau này. Ông nói nè, cái chuyện như là thương ba năm không chở nhắm chiều, nhà không người ở mà niệm nhiều Nam Mô đó, tay không lắp mà để phơi khô, không nước muỗng Nam Mô đạo nào như cái đợt dịch. Bây giờ tôi nói ba năm nào, năm Tý, năm Sửu, năm nay. Nhưng mà nó phát hiện cái bệnh, bây giờ tôi nói giặc bệnh này ha, là nó phát hiện là hồi năm Hợi. Mà Vũ Hán nó biết, Vũ Hán có mà mình để y mình không bị. Cái qua năm Tý bắt đầu mình để y mình nói năm ngoái không bị, chắc năm nay nó nhậm gì, không qua được tới đây, bị. Đó, bị cái này kéo tới năm nay luôn, phải 3 năm không? Thì không chở nhóm chịu cách ly hết chân, người xả chở đâu nó nhớ. Không? Mình kêu cái chuyện đó. Đó, để cái đó đi. Không? Có ai mà để được cái vụ đó đâu. Có ai mà nghĩ mà nó cỡ đó không? Để mà nó có đâu. Không? Có. Chở nhóm chiều mà nhà không người ở thì niệm nhiều Nam Mô. Hay không lắp mà để phơi khô. Không nước nghĩa Nam Mô đâu. Ấn Độ thôi. Phơi khô không nó chất ngoài đường đốt đó, không nó chôn đầu hầm chôn đó. Vậy đó chứ không phải chơi. Mày nghĩ ai nghĩ nó có vậy? Vậy mà nó có. Nghĩ nó được. Cái đó là cái quyền di. Xuống đây làm như vậy đến chi? Kiếp đường tu. Không? Mình còn sống đây được là mình mừng lắm đó chứ không phải chơi. Mình phước đức lắm mà mình mới được mãi. Cho nên nói cái gì nó cũng có quyền di, nhưng mà người ta không tin.
cho nên là nó mới xảy ra là những cái chuyện bị nó không tin, thì nó làm cái gì nó cũng là xấu ác gì nó cũng là đâu có tin. Không, nó sập trời chết hết, phải chết mình tao sợ. Không, đó. Nó cho nên những nưng mà đừng có nói cái người á, đây là tại vì thầy nói là như thầy dây dùng những chú bá gia cho như vậy, đâu biết đường tu vậy mà còn chưa sợ. Gần đèn gì mà chưa biết tu nào. Bởi vậy ông nói là như á, nói là đời tiêu diệt còn năm bính tí, đến năm nay là hao hết đã nhiều. Năm bính tí là tiêu diệt rồi, mà tại Phật sinh mới được cái ngang. Bây giờ như thầy dây dùng đó. Đâu. Cho nên là Phật trời á, thì là mình không nói được cái chuyện mà nghèo giàu. Tại vì Phật trời là chẳng luận nghèo giàu, ai nhiều phước đức là được giàu cõi tiên. Đó, cho nên á, đừng có ý nói tôi có tiền rồi là tôi mua thuốc tôi uống rồi nước ngoài này kia hết, không có đâu, nó hết này dữ lắm. Nói bây giờ á, nghiệp lực. Cái bây giờ cho ông tu giỏi cỡ nào đi, ông chứng thần thông ông cũng không có tiêu được cái nghiệp lực qua, mạng ông cũng dính à. Đại hữu mục, đại hữu mục đó, ổng đó là bậc đại thần thông đó, nhưng mà cái kiếp trước của ổng đó là ổng đem cha mẹ ổng vô rừng bỏ, ổng đi theo gái, cho nên ổng dẫn bị người ta chặt ra mấy khúc đem đi vô rừng bỏ. Nhưng mà ổng chứng là đại thần thông đó, ổng là phép là đầy minh đó. Nhưng mà ổng chắc mình nghiệp lực, Phật cũng vậy. Không biết kiếp trước ổng bị cái nghiệp gì mà cái ông ấy đó là ổng xô đá, ổng bị chảy máu chân đó. Cho nên là thần thông là không có tiêu được nghiệp lực. Những cái gì đó mà nó càng ngày á, nó càng gọi á, kêu bằng ha, là nó càng văn minh thì nó càng. Bây giờ là y văn như là chốn hồng trần là tim lũng dầu mòn. Bây giờ là có bao nhiêu dầu nó cho cháy hết đi rồi nó tắt. Bây giờ là thấy đang xung xoáy vậy đó, đang xung độ dữ lắm đó. Vậy giờ có nhiều dầu cho mày trái đã luôn sao này. Vậy chứ cạn rồi. Vậy chứ giờ muốn vũ nào vũ. Muốn tiêu nào tiêu mà. Bây giờ còn người tu đó, nếu mà không vũ sổ luôn là chết hết. Đâu có người sống chết vậy. Bây giờ là tu không tu gì cũng chết chứ. Phải không? Cho nên bây giờ cái người tu bây giờ là mình đó. Bây giờ là không cho cứu độ của người tu đó. Nó là cái đạo đó, con đường nhờ đạo. Không, biết tình đạo Phật là như là tình mẹ vậy, muốn con nên chứ không muốn con hư. Không, mà dạy là ông dạy khôn trần thế, không có người nào ông dạy ngu đâu. Dạy con cả nào đâu thăng trực, mà ông nói thấy ta là nói cay nói đắng, mà đắng với cay ta cũng chẳng màng, mà chừng trần gian tiếng thấy phụng hoàng nói không, xè cánh muốn là chào mừng Phật khách. Đời cấp đó là mới vui. Bây giờ chưa đó, chưa có thấy được, cứ nghe nói không à, chứ chưa thấy, cho nên không tin. Chứ sau này mà thử cái mà sấm chớp mà đùng đùng mà tối ngày bảy giờ, tối trời tối đất bảy ngày bảy đêm nữa cho nó lao nó lại á chứ. Đó đó thiệt. Tới đó tu giết lắm mà, tới lúc đó là đi kiếm mà, đi ngon đi núi kiếm mà tu à. Nhưng mà bây giờ là còn sự sửa nở vậy đó, sau này được. Đấy là cho nên tôi nói tâm linh là nó gắn liền với đời sống. Đừng có nói văn minh đâu, khoa học chứng minh vậy chứ, tôi nói tâm linh đâu không chứng minh được. Nếu ông chứng minh được cái tâm linh đó, là ông chỉ chứng minh được cái phần nào thôi, chứ ông không có hết được 100%. Bây giờ ông chứng minh nói cái quyền di của người ta sao không biết. Rồi bây giờ nếu mà không có rồi thì làm sao mà mấy ông đồng cái chấp nhận cái tôn giáo, mà cái chất tôn giáo là cái tâm linh. Thấy không? Người ta chánh tính chứ người ta không mê tín. Ông phải công nhận người ta, nếu mà ông không công nhận đó là vậy thì ông đâu có làm đám ma chứ, ông đâu có cầu siêu gì chứ, ông nói không có hồn mà, chết là hết rồi đâu có hồn, vậy ông đâu cầu siêu chi nữa. Nhưng mà nó nói là có cái gì, nói không tin không được, phải tin không được, ông không tin là tới ông đó, ông không nói gì chứ ông nói là tới ông đó, thà không nói vậy đó. Cho nên cái gì đó nó ghét của nào trời trao của đó đó, hay mình vừa nói là nó tới liền à. Nó ai vậy đó, có nhiều ông nói tôi tu siết lắm, tôi tu ngon lắm mà tôi không có gì chân gì chứ, mà ấy tới là bắt đầu là rớt à, tiền tới cái rớt à, tình tới cái rớt, rớt gì đó thôi à, vậy thà đừng nói. Ông nói niệm Phật có phải niệm âm thầm, đừng niệm lớn tiếng nó giận bầm lá gan, phải không? Tu của mình cũng phải tu âm thầm. Cái gì mà nó càng ẩn á, nó càng quyền di. Cái gì nó càng mình thấy nó mờ mờ ảo ảo gì chứ nó quyền di chấm. Chứ bây giờ tôi nói có cái vỏ không à,
ở trong mối ăn á. Không thấy cái vỏ nó đẹp vậy đó chứ trong là bổng lỏng à, hư thúi giống á. Cho nên á, cái những cái vị đó mà người ta tu ha, người ta chứng được là người ta ẩn hết, người ta không hiện đâu. Thì cái đời bây giờ là nó không tin, mà nếu mà hiện ra cho nó tin đó, là nó không phải là người. Như vậy là nó trở thành là nó ham linh để nó tu, chứ không phải là nó tự nó giác ngộ nó tu. Cho nên là năm ông cũng ẩn ở dưới lòng sông, ông đâu có hiện không. Như vậy đó, sau này chờ tới ngày tới giờ người ta lên. Mình ở đây giang như là mình đi tìm đạo, mình đi mò kim vậy. Mò kim. Bởi vì mình bây giờ là nói là cái đời bây giờ đó, khổ mới sanh làm người ở cõi này. Chứ mà nếu mà sung sướng đó, mà có đạo hạnh rồi là ta bay rồi, không ở đây đâu, tôi nói thiệt. Cho nên là đường nói, cho nên là bây giờ là mình chỉ giác ngộ được cái phần nào. Bây giờ ông Phật ông dạy mừ mình lấy được quá. Chứ phàm đâu có so được với chứ Phật. Ông vô duyên là khó biết rồi, thầy nói xa. Thầy nói xa lắm, mình tri được một hai phần của ông giống nhiều đâu. Đó. Cho nên á là bây giờ cái thiên cơ đó lại dám nói thừa đâu. Không? Nó qua rồi mình nhận biết được cái đó, mình nói bắt đầu là ông tiên tri tiếp, mình căn cứ theo cái lời ông tiên tri, mình không có nói bậy, mình có cái căn cứ rồi. Mình nói như bây giờ ông tiên tri ông nói, mình nói ông cho biết mình mới dám nói, chứ mình không dám nói trước. Nào bây giờ cho thấy đi nữa cô không nói, nói tội à, đã ta thiên cơ mà ông nói thấy không. Cho nên bây giờ là nói dễ lắm, những cái gì là bây giờ là nó dễ không. Gặp tam giáo tòa là để mà trị những cái kẻ hung đồ, những cái mà cái người mà hung sùng tàn ác đó là họ sẽ bị ông cố á, ông lãnh cái gương ba thước ra ông đánh, là ông nói cái câu gì quý vị biết không? Ông nói là phần đạo lý chú đài sáng tỏ, chú là người dắt ngõ cho dân, ấn bửu sơn giao chú lãnh phần, thay tôi để diều dân độ chúng. Nó nhưng mà trong khi lai bửu tích đó là ông Đức Cố là ông có cho cậu hai, ông nói là này, nó kêu cậu hai này con yêu mến, bửu sơn này là cha ký cho con, bốn chữ bửu sơn kỳ hương đó, bốn chữ bửu sơn kỳ hương toàn hết, Đức Cố lãnh lĩnh hoàn toàn hết đó. Cho nên sau này là cái người mà cầm cân để mà xử phạt đó ha, thưởng phạt á là Đức Cố, thấy không? Rồi á, trong đó là tại sao lại có cái sự mà xuất hiện của 12 ông đạo. Đức Cố là cái người đầu tiên, Đức Cố là cái người lãnh lĩnh là dân như thay thế Phật thầy vậy đó. Cho nên là 12 ông đạo ở đây đó là ông Nguyễn nè, ông Đạo Lập, ông Đạo Ngoạn ha, ông Đình Tây, rồi ông Tăng Chủ, nó rộn hai nhà láng là ông cậu Hải Nhu á, con của Đức Cố. Nó thì sau này đó là những cái gì đó họ ra đời, họ dạy đạo là nếu mà sau này lập tam giáo tòa ra đó ha, là các vị ta dìa hết. Ta dìa hết trơn luôn để mà người ta nhận cái đệ tử người ta. Không như bây giờ hồi xưa đó có lòng phái, tín đồ bốn sơn kỳ hương người nào cũng có lòng phái. Nhưng mà bây giờ là không có lòng phái là tại vì sau này ma quỷ nó giật lòng phái. Cho nên là không có cho lòng phái, mà sau này ai mà có công nói ha, có bốn chữ bốn sơn kỳ hương tay này, đưa ra đưa chư thần ta biết ta cho vô cửa hết trơn, chứ không có cho lòng phái. Còn cái người mà thầy, còn thầy không có lòng phái nữa, mà bây giờ sau này thầy gì phải không, tín đồ ngoan đạo gặp thầy mừng. Còn cái người mà không có ngoan đạo đó, cái người mà lo mà có đầu tóc bà ba mà không lo cúng lại, không lo tu hiện hay là đi ra thẳng ra làm sao đập đầu cũng nói vậy chứ, đập đầu cũng nói đó là tử sử luôn à, chứ không nói gì vậy. Rồi đó, cho nên nói bây giờ mình ráng tu đi, cái đời bây giờ đó là nó không còn gì đâu mà ham. Hồi xưa ham chứ giờ ham gì nữa, bây xưa đời còn dài lắm, ham đi hết kiếp này lên kiếp khác còn vậy. Thúc à, bây giờ thúc à, bây giờ là không còn bao lâu nữa đâu, tôi nói thiệt. Bây giờ là theo như đại thì người ba chia sẻ thì nghe rất là hay, chí lý. Thì theo như đại thì mình thời gian bây giờ mình tu kẹt không đây? Kiếp, tu nhất kiếp, ngộ nhất thời. Tu cái ngộ liền à? À, giác ngộ cái là ngộ liền. Như hồi đó đó ông Phật ông chỉ nói có một hai câu thôi mà mấy ông sao ông ngộ được hết. Là cái trí của ông là tâm đồng tâm chư Phật, không ngộ được hết. Còn bây giờ thì nói thôi, nội mà bây giờ là ngũ dục có đầy đủ hết chân rồi, mình dướng cái ngũ dục
mình dướng cái gọi là ba độc tam sân si, thấy không? Có mấy cái đó lắm mà nói tôi đó, nói tôi không bao giờ biết sân. Ông đó ông dán cái bảng nói là tôi không sân. Cái có đứa nói ông tu cái gì vậy? Nó tao tu không có sân. Nó hỏi nó ông tu cái gì tao tu không có sân, hỏi hoài ông chữ. Nó không sân nó mà vậy đó. Nó không sân mà vậy đó. Vậy thì vậy đó. Còn ngũ dục là tài sắc danh thực thì. Thấy không? Tài á là cái của thế gian cái vật chất. Sắc là cái màu. Thấy không? Ham màu đi là màu mè là đi là làm khác người ta. Đó vậy đó. Danh là muốn danh thơm tiếng tốt. Thật là muốn ăn ngon. À, thì là ngủ kỹ. Người dính hết mấy cái đó là làm sao tôi nói bây giờ nổi giác gì? Ông và ông giải thoát nổi, ông giải chết không? Ông ôm mấy cái đó ông giải chết, thấy không? Đó, cho nên nó là bị dân, thấy không? Vật chất á, mới chơi đâu. Nó là rắn á, rắn độc quá chứ không chơi đâu. Mình mà ấy mà mình sơ hở là mình chết. Đó. Cho nên nói, nhưng mà chịu tu á, sáng tí là tu như kiếp nhộn như thật. Cái gì khó? À. Mô di đà Phật.